Chào tất cả mọi người nhé. Đây là cây rau ngày thứ hai. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là những cái lông tơ của cái rễ. Cái hiện tượng này nó sẽ rất hay làm cho rau bị thối. Nếu như các bạn làm không xử lý ngay thì sẽ bị thối. Vậy thì cái cách xử lý như thế nào? Là các bạn phải tưới. Tưới để cho nó phá cái lông này đi. À, các bạn nhìn nhé. Tưới cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi tưới xong một cái là nó hết luôn. Đây, bên này rất nhiều nha, các bạn xem mình phá nó này. Dùng áp lực của nước để mình tưới. Đấy, các bạn nhìn này, hết chưa? Đây nữa nhé. Rồi, đó, và mình sẽ phá nó. Các bạn phải phá được hết cái lớp màng này đi, không thì chỉ cần đến ngày mai hoặc ngày kia là rau thối hết nha. Rồi, đây, các bạn nhìn thấy chưa? Hết chưa? Đây là một cái vấn đề mà trong quá trình làm rau mầm rất hay mắc phải. Nếu như các bạn mà không xử lý ngay thì sẽ làm cho rau thối rất nhanh. Đây, các bạn nhìn này, rất nhiều nhé. Đây, đây chúng ta xử lý nó bằng cách phá được cái màng lông nó đi. Cái hiện tượng này là sẽ xuất hiện ở ngày thứ hai và ngày thứ ba. Rất nhiều người hỏi mình là cái hiện tượng lông như thế tại sao rau lên rất đẹp, thế nhưng mà đến ngày thứ tư hoặc thứ năm là rau thối sạch. Thế thì bạn nào mà có thắc mắc gì và chưa hiểu thì hãy gọi liên hệ với mình theo số điện thoại 0979 817 881, mình sẽ hướng dẫn cho.